Ngày 8 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra xác minh, mời người mẫu nổi tiếng trong clip chạy xe mô tô thả hai tay khi tham gia lưu thông trên đường. Theo nội dung đoạn clip, trong lúc điều khiển xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên đường, người phụ nữ đứng lên yên xe và thả hai tay, thậm chí còn để hai chân sang một bên, quỳ gối trên yên xe và lái xe bằng một tay. Qua tìm hiểu của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, người phụ nữ là NT, là người mẫu, diễn viên. Trên trang cá nhân của người này cũng đăng nhiều đoạn clip biểu diễn xe mô tô phân khối lớn bằng cách thả hai tay tại khu vực tuyến đường ở phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Lãnh đạo phường Thủ Thiêm cho biết đã nắm thông tin sự việc và chỉ đạo các lực lượng của phường phối hợp cùng công an thành phố Thủ Đức xác minh danh tính và mời người phụ nữ trên lên làm việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đoạn đường trong đoạn clip nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm do chủ đầu tư là công ty Đại Quang Minh quản lý và chưa bàn giao cho nhà nước quản lý.